hơi sâu anh Thiện chút nha cả nhà mình. Mấy người hút á không có dễ bỏ đâu cả nhà mình ha. Anh Thiện nó làm á, anh nấu kem chua ngon quá, anh nấu kem chua giống hệt mình nấu luôn á trời, anh nấu ngon lắm á. Hồi nãy ảnh đi gần cái nhà đằng kia, ảnh rồi đi xuống suối hút, xong cái Giang nói đi 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 hút đi, xong mình nói vậy thôi chứ không có đi cả nhà. Anh nấu quá ngon. Cơm nhiều quá đó là nó mập á. Cái Giang làm bộ nói à, anh đi xuống dưới hút đi, khi nào em muốn gặp anh thì em gặp, chừng nào em muốn gặp anh thì gặp cái bụng hiu rồi cả nhà mình. Em nói gì cái buồn hiu à, xong cái tỏ ý không có đi, không có muốn đi. Chao nè, ăn đơn giản đi. Một giờ em đẹp không? Mấy điểm? 5 điểm à? 5 điểm à? 10 à? Vì sao? Mới đi làm nhà mới về 12 giờ 30 nay khang. Mà đẹp trai dữ ta, đẹp trai quá vậy, mà ai mà đẹp gái dữ, ai mà đẹp trai quá vậy ta, hôm nay mong Việt Nam ha, nè, Việt Nam không, Việt Nam trồng lúa, sống qua ngày được không? Đi trồng bầu bí. Trồng mía, rồi nuôi dê, nuôi cá con cặp cặp gì đó, rồi nuôi bò, nuôi ngựa, nuôi hai con chó, đặt một con cũng được,
Rồi nuôi vài con gà, hiện nay con vịt ha. Như gì nữa? Còn anh thích gì? Anh thích gì? Thích cái gì? Thích gì? Không thích gì chưa nè? Không chưa? Mệt rồi hả? Đưa con chó Việt Nam luôn, con chó Việt Nam là Việt Nam bảo luôn, Việt Nam bảo luôn, Việt Nam luôn. Cái gì chó? Đi măng rồi. Đi vườn quá rồi. Cho ăn thịt rồi mà. Nói cho ăn gì đó. Ôi ơi, đòi nữa hả? Mày ăn nữa hả?